Hôm nay dù là một trời nóng, anh chị em chúng ta vẫn đến với Chúa, thì hôm nay bài giảng con chỉ chia sẻ những cái điểm chính bởi vì thời tiết. Chúng ta được biết nếu là con người không có ai hoàn hảo, ai cũng có một tính tình, dù có tốt đến đâu cũng có một điểm yếu về người cá tính người đó. Nếu mà chúng ta chỉ nhìn về anh chị em chúng ta một cái điểm yếu nào đó thì chúng ta quên đi tất cả một con người mà hình ảnh của Thiên Chúa đang sống, đang hiện diện giữa chúng ta. Hôm nay chúng ta thấy trong bài đọc của Thánh Matthew có hai đoạn. Thứ nhất, đó là lời mời gọi. Khi một người anh em vấp ngã thì chúng ta nên làm gì? Chúng ta nên nói chuyện một mình với người đó. Và trước khi làm, chúng ta cần cầu nguyện anh chị em để Chúa Thánh Thần tác động lời chúng ta khuyên không phải là của chúng ta mà dính cho Thiên Chúa thay đổi người anh hoặc người chị mà đang sống trong tội hay là một điều gì sai trái. Rồi chúng ta có thể dùng một vài hình ảnh những người thân quen rồi trong giáo hội hay xã hội để giúp cho người đó trở thành một con người tốt hơn. Đây một câu chuyện kể lại về một cuốn sách tâm linh do một là thánh, đó là thánh Philippe René. Ngài kể lại một câu chuyện, đó là trong đời của Ngài, ngày kia trong một cái làng nhỏ, có một người phụ nữ, bà ta thì hay nói trắng là bà hay nói, nhưng bà là nghĩ rằng những chuyện hay nói của bà là điều tốt, nhưng mà bà có một tấm lòng, đó là nói nhưng mà để không phải xây dựng. Nhưng bà nói đến đâu thì làm cho người ta chia rẽ, từ gia đình cho làng xóm, cho đến những người chung quanh bà, đời đời bà đi đến, đều có sự chia rẽ. Bởi vì bà lời bà nói đều có hai nghĩa, không có lời xây dựng, mà không có tình yêu trong lời của bà. Thế rồi bởi vì thế, nên bà cũng ước ao được sống tốt lành. Một ngày kia, giáo hội một ngày kia, nghe về bài giảng của Thánh Philippe René, bà ta muốn gặp Ngài. Thì trước khi đến gặp Ngài thì Ngài khuyên dạy bà, đó là hãy làm một thịt một con gà, và sau đó con gà đó được không được vào nhúng vào nước, nhưng bà sẽ nhổ lông con gà, vừa đi vừa nhổ từ nhà của bà cho đến nhà dòng. Khi đến nhà dòng bước vào gặp cha thì bà phải làm con gà đó cho sạch. Thế rồi bà làm như lời mà thánh nhân truyền dạy cho bà. Khi đã bước vào nhà dòng thì con gà đã được vặt sạch. Sau đó bà cha nhìn và cha nói, giờ đây con cũng trở về bước đường mà con đã đi qua, con cũng hãy lượm lại những lông con gà con vừa vặt ra, để sau đó con nắp con lông con gà đó, gắn nó vào con gà mà con vừa vặt lông, thì sau đó sẽ trở lại gặp ta. Ta sẽ dạy cho con bài học thế nào là ý của Chúa trong đời con. Nhưng thực ra khi bà trở về, những cái lông gà bà đã vặt ra, nhiều lông đã bị gió thổi, bà không thể nào lượm hết tất cả những lông bà đã vặt rải từ nhà cho đến nhà dọc. Thế rồi sau khi lượm lại cố gắng, bà chỉ lượm được khoảng 1/3 những lông bà vặt ra. Và sau đó bà đưa lại, bà trình, bà quỳ xuống, bà nói, xin lỗi cha, con không thể nào làm những điều mà cha đòi hỏi từ con. Cha sau đó mới dạy, con à, đời con cũng vậy. Lời con nói, xây dựng hay chia rẽ là do chính con. Một lời con nói có thể làm cho gia đình con hạnh phúc, anh em thương nhau, vợ chồng đoàn kết, giáo hội có những người nhiệt thành trong Chúa là giặc yêu thương và lời Chúa. Nếu con làm điều đó thì làm cho giáo hội được hạnh phúc, làm cho những anh em làng xóm đoàn kết yêu thương. Nếu không thì cũng như con thấy đó, con gà là lời con nói con vặt ra, một lời con nói qua một người khác lại nói ra, khi những gì con muốn lấy lại không lấy được. Danh dự của một người con nói đã tổn thương đã nhiều, và con phải đền trả trước mặt Thiên Chúa những gì con làm cho anh em. Đúng vậy anh chị em, Chúa mời gọi anh chị em chúng ta hôm nay, trước khi làm những điều gì chúng ta cần cầu nguyện. Bởi vì lời cầu nguyện thì chúng ta nói chuyện với Chúa, chính Chúa đã nói với chúng ta hôm nay rất rõ, 2-3 người với lòng yêu mến, với lòng thương Chúa, thương người mà cầu nguyện thì được Chúa chúc phúc và Ngài ở lại. Một gia đình hạnh phúc là gia đình có Chúa. Gia đình có Chúa là phải có tình yêu. Một người công giáo có Chúa là phải nói xây dựng yêu thương, chứ không bao giờ nói với hai nghĩa, ba nghĩa. Nói một đường là một nẻo chưa phải là người có Chúa Kitô. Hãy sống như lời Chúa dạy. Lời Chúa dạy cho chúng ta đó là từ bỏ những gì như bài đáp ca hôm nay. Nếu hôm nay các ngươi nghe tiếng Chúa, các ngươi đừng cứng lòng, nhưng hãy thay đổi. Lúa Chúa chỉ mời gọi chúng ta thay đổi để Chúa đáp lại tình yêu của Ngài cho chúng ta. Vậy xin Chúa chúc lành cho anh chị em để cho chúng ta nghe lời Chúa và cố gắng sống đẹp lòng Chúa, nhất là
đặt lời Chúa, đời sống của chúng ta trong một lời nói, việc làm để theo ý Chúa muốn chúng ta.